Sau 7 ngày tranh tài, giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia lần thứ 25 năm 2024 diễn ra tại thành phố Đà Lạt do Cục Thể dục Thể thao Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã kết thúc. Đoàn thể thao Công an Nhân dân đã giành được 7 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng ở các nội dung thi đấu. Giải vật dân tộc trẻ quốc gia năm nay quy tụ 134 vận động viên của 12 đoàn đơn vị ngành của các tỉnh, thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 22 bộ huy chương và tham gia thi đấu theo tính chất đối kháng cá nhân ở 22 hạng cân, lần lượt từ 41kg đến trên 80kg. Ở hai nhóm tuổi chính từ 12 đến 15 tuổi và từ 16 đến 18 tuổi. Đoàn thể thao Công an Nhân dân tham dự giải với 10 vận động viên tham gia tranh tài ở 10 hạng cân. Kết quả, đoàn thể thao Công an Nhân dân đã giành được 2 huy chương vàng ở đô vật Nguyễn Văn Huy hạng cân 60kg, đô vật Nguyễn Ngọc Sơn hạng cân 63kg, một huy chương bạc của đô vật Hồ Sĩ Ngọc Hiệp hạng cân trên 80kg và 4 huy chương đồng ở các nội dung thi đấu. Tại giải đấu năm nay, ngoài mục đích đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên, thì đây còn là dịp để các võ sĩ trẻ thi đấu cọ sát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, thúc đẩy động viên phong trào thể thao Công an Nhân dân phát triển.